Hello. Nhà ơi, cái nhà xem nè. Chà, cà chua Nhung Hà này nó đỏ rực rồi cái nhà. Đẹp ghê ha. Đó, nhưng mà mấy này chiều Nhung Hà về hái. Còn mấy ngoài kia kìa, Nhung Hà rủ cả nhà đi hái mấy ngoài kia quá trời cà chua luôn. Chiều hôm qua thì hái được một bẹt bắp. Bây giờ Nhung Hà rủ cả nhà đi hái mẹ cà chua nữa nha. Quá trời cà chua luôn. Sáng sớm đi qua cây cà mình thấy có cái trái cà này em bự quá rồi nè, đã ai em cạn. Trời, nó bóng loáng đã ghê chưa. Đây, tự nhiên hả, mình hái để cho nó bự hai trái kia với lại cái trái bên đây. Sao cái trái này nó đều vậy ta, cái trái này đấy, trái này nó lớn nè, trái này nó lớn nè, lại có một trái bên đây nữa. Trái đầu tiên là mình thấy bự là mình là hái liền để cho nó ra cái trái khác, không thôi là nó nuôi cái trái này cả nhà. Nó chờ Nhung Hà được ba trái cà tím ha. Đó. Rồi xong rồi đi qua anh đây, ngày hôm qua mình chiều chiều hôm qua mình bận quá mình không hái được cà tím mấy anh kia lo tưới nước đó. Rồi sáng sớm mình thấy có mấy cà tím rồi cà trắng nó bắt đầu bự rồi nè. Này chưa, đây trái này ok vô mình nướng cho được một bữa ăn. Cái này thì cho nó lớn chút nữa ha. Đây trái này ok ha. Sáng sớm được mấy em cà. Trái này là bự nhất ha, con tới trái này. Em đừng em nữa, 5 em 6 em mà sao có gì không, chưa chắc bón thêm phân cho chị. Nay đang nhỏ, nay đang nhỏ chưa nhà ơi, để bón thêm phân. Ồ, có mấy trái ớt chuông sô cô la nó chín hái luôn này. Ớt chuông sô cô la mini cả nhà, nó mới lớn vậy thôi. Trước khi đi làm địa địa ra thấy gì hái chứ vui vậy nha. Nó chín nè, đẹp quá, nó ngọt lắm cả nhà. Ớt chuông màu sô cô la nó tuy là nhỏ mà có vỏ nó đẹp, vừa đẹp mà nó vừa ngọt nữa. Được mấy em đẹp quá cả nhà ha, ớt chuông sô cô la nó đẹp không cả nhà ơi, ớt chuông sô cô la mini đó. Đây nguyên dãy cà chua này, bữa giờ cũng hái mấy cái cây bên kia mình hái nhiều dữ lắm luôn cả nhà, mà cái cây này nó chín trái quá trời luôn. Đây là cà chua lê màu vàng cả nhà, chín hết trơn rồi, đã ha. Đó. Có một trắng rồi màu sô cô la, giờ bỏ một vàng vô nữa. Cái mẹt bữa sáng là đầy màu sắc luôn. Chiều á, cái nó nắng á, nó mệt, đi làm về cái nó mệt người. Cái sáng này đang tới giờ, chưa có tới giờ đi làm á, hay xoẹt cái dục cái kéo đây nè. Đó hả, đi đâu dục đó. Mới lần mà ảnh mà đi ra vườn mà thấy cái kéo là rồi vô, ông nói rồi bà lại giục đồ lung tung rồi phải không, chuyên gia mắc kéo. Ảnh nó mua cho nguyên một cái bộ đồ, không phải bộ đồ mà giống như là một cái bộ mà để mình làm vườn á, có cái kéo nhỏ nhỏ cắt tỉa cây đồ này nọ đó. Chu chà, nguyên cả bộ luôn á, mà giờ mình giục cái đâu rồi á, nằm ở chân nó nằm ở dưới dưới đất cái chỗ vườn Nhung Hà rồi, tự nhiên mình giục lung tung á không nhớ nhà ơi. Rồi mất trí nhớ, đẻ có đứa con mà hả, mất trí nhớ rồi. Ôi, coi chừng là giống nội mình á, nội mình 70 tuổi là bắt đầu không nhớ gì nữa rồi, quên trước quên sau.
Mình hy vọng là mình tới khi mình già mình vẫn minh mẫn đứng bên con cháu vậy trơn là mình vui nha. Chứ tới lớn tuổi à, chỉ cầu sức khỏe thôi. Giờ chỉ cầu vậy, sức khỏe con cái mạnh khỏe là vui. Có sức khỏe là làm được hết á. Không có sức khỏe là không làm được gì hết trơn nha. Trời, bởi vậy ông xã anh giờ anh rủ đi leo núi. Anh nói bây giờ anh còn leo núi được á thì dẫn cả nhà đi, đi vô cái chỗ mà hồi xưa thanh niên anh hay đi leo đó. Bây giờ muốn dẫn vợ con đi vô trong cái chỗ đó để ngắm cảnh. Bữa hôm anh dẫn cả nhà đi vô leo cũng tí đồng hồ mới lên tới cái sông đó. À, cái hồ chứ, cái hồ chứ không phải cái sông. Vui rồi, vui. Tuy là leo mệt nhưng mà vui. Nam khoái câu cá nó không muốn về. Cái anh nói thôi vậy mai mốt cắm trại chỗ đó. Làm sao mà leo lên nữa, anh muốn cắm trại lại. Cho Nam nó thỏa thích nó câu cá à nha. Nam khoái câu cá lắm. Ông không thích leo núi nhưng mà câu cá thì khoái. Leo lên tới nơi cá, trời ơi ông mê. Tuy là cá hồ nó không bự nhưng mà vui. Về mình nấu được nồi canh chua. À, hai con nấu canh chua, hai con chiên cho Nam nó ăn. Một bữa kết thúc bữa hành trình đi leo núi, vui ơi vui. Giờ này là bắt đầu cà chua chín là thấy gần cuối mùa quá nhở. Đó, úi chà, đẹp quá đẹp cả nhà. Đi qua vườn mới vậy nhà ơi, vườn mới cũng thấy có mấy trái cà chua nó chín này. Đó, mình rủ cả nhà đi vô hái cà chua nha. Có mấy chua cây đó, cây vàng vàng đó nó chín rồi đó. Quá chừng màu vàng luôn. Năm nay sao mình trồng màu vàng nhiều dữ không biết. Năm ngoái màu vàng thì ít. Năm ngoái màu đỏ nhiều, năm nay màu vàng nhiều. Lát mình đi vô hái thêm mấy trái màu đỏ nữa ha, cho nó đủ bộ. Có màu đen nữa, lát tìm mấy cái màu đen bỏ vô cho cà chua nó đủ màu. Trời, nhìn nó giống y như trái lê vậy đó. Trái nó hư. Trái nó hư. Chín quá, mình không hái kịp. Còn cả chùm nè, đã chưa? Đầy mẹt luôn, quá mê cả nhà. Trái này ok nè, chín rồi đó. Cái trái này gần đất hư chưa, trái này chín nè, chín đỏ đỏ đen đen chưa, cái này chưa. Để xem là có chua màu đây. Ô đây đây đây, chín chín. Nguyên giấy đen bên đây có trái chín rồi. Ô hai trái này chín luôn, đã ghê chưa. Mì quá à nhà ơi. Chín luôn.
trái này. Ô, cái cây này quá trời trái đen chín hết luôn rồi ha. Em này là chín hết trơn rồi. Trái này coi, trái này chưa. Cây này chín hơn. Đó, wow, màu đen có đủ chà. Thiếu màu đỏ nè. Thiếu màu đỏ để tìm màu đỏ nha. Màu đỏ đây. À. Vô màu đỏ nha. Này là cà chua nho. Yeah, đã ghê chưa. Trời ơi, quá đủ màu sắc luôn, đẹp quá đẹp cả nhà ơi. Mình hái cà chua sáng sớm mà hái cà chua quá trời luôn cả nhà, mê không. Qua cái mẹt này tuyệt vời luôn. Ồ. Rồi bây giờ mình bưng đi vô, rồi chiều về mình có gì mình thu tiếp. Bây giờ tới giờ Nhung Hà đi làm cả nhà ơi, quá chừng nó đã gì đâu luôn. Đó.